Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện kiêu ngạo của tác giả Vô Triết tập 20. Sau khi xe tới nơi, Lâm vô ngừng bến ra một chiếc máy bay không người lái to bằng máy bay trực thăng, bảo cậu ngồi lên nói với cậu công việc hôm nay là bay thử. Sau đó cậu ngồi lên bay lên trời, phép thuật biến mất trực thăng biến thành máy bay không người lái. Mong cậu tỏ như thế, cậu vừa gào thét vừa duy trì thăng bằng trong dòng khí nghiêng ngả. Bớt thời gian mắng Lập vô ngừng một chuỗi lời thô tục. Ôi! Sau khi mặt bị người ta tát một cái, Đình Tế tỉnh lại, đồng thời phát hiện xe đang sóc. Lập vô ngừng một tay nâng mặt cậu, một tay túm lấy cánh tay cậu, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Sao cậu có thể ngủ như thế được nhỉ? Làm sao? Đình Tế ngồi thẳng dậy, lúc này mới nhìn rõ xe đã đi ra khỏi thành phố rồi, đang chạy trên một con đường toàn là ổ gà. Lại 10 phút cũng không tỉnh. Lâm vô ngừng cũng buông lỏng tay. Nếu như tôi không túm cậu thì cậu đã quỳ xuống đập đầu mười mấy cái với tôi rồi. Ngại quá. Đình Tế quẹt quẹt miệng. Không tới nỗi. Lâm vô ngừng nói. Cái gì? Đình Tế hỏi. Không tới nỗi lại ra nước bọt. Lâm vô ngừng đáp. Cậu im miệng đi. Đình Tế chừng anh. Chịu khó một chút. Anh buồn ở đằng trước nói đoạn này đường xấu, qua đoạn này là tới đường tỉnh rồi, đi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa là tới. Vẫn đang ngủ sao? Lâm vô ngừng cầm gối dựa cậu hỏi. Không ngủ nữa. Đình Tế túm lấy gối dựa bóp bóp. Chiếc gối hình ngôi sao biển nhỏ màu vàng còn rất mềm. Trên xe còn có thứ đồ chơi này sao? Lâm vô ngừng mang lên gối đầu. Anh bồ đói. Ừ. Lâm vô ngừng cũng gật đầu. Tôi phải gắp mười mấy loại thú bông mới chọn được đấy. Cậu rảnh ha? Đình Tế đáp. Có những lúc đi quay rất mệt, thời gian trên xe còn dài hơn cả làm việc, không có gối đầu không được. Lâm vô ngừng dán xà biển nhỏ lên cửa kính xe sửa đầu lên. Nhìn thấy chưa, kích thước độ mềm mại vừa khéo, ở đâu cũng ngủ được. Đình Tế cũng bật cười, trẻ con. Tính toán của anh bồn rất chuẩn, nửa tiếng sau xe của bọn họ đã tập hợp với hai chiếc xe Việt giá khác ở đường tỉnh. Sau đó lái về trước một đoạn, rẽ vào đường núi, chỉ một lát phía trước đã không còn đường. Tới rồi, anh bồ nói, đi. Lâm vô ngừng cùng vô vỗ Đình Tế, mở cửa xuống xe. Đình Tế nhảy xuống, ngửi thấy mùi hương cỏ rất nồng. Cũng không phải chỉ có hương cỏ, còn pha lẫn mùi bùn. Trong không khí mang theo hơi ẩm, cảm giác đầu tiên mang tới cho người ta chính là sạch sẽ. Cậu đeo cái này. Sau khi Lâm vô ngừng mở cốp xe bận rộn một lát, đưa cái túi đèn đường máy bay cho cậu. Đình Tế nhận lấy cái túi lập tức sửng sốt. Sao này nặng thế này? Máy quay, notebook, pin sạc, Lâm vô ngừng đói đều ở bên trong. Trước mặt chính là chủ nợ, Đình Tế thành thật mang túi bên lưng. Vậy cậu cầm gì? Tôi đeo cái khác, đồ dự phòng. Lâm vô ngừng vừa đói vừa đeo chiếc túi màu bạc bên kia. Cái mà cậu đang đeo là thiết bị đắt nhất của tôi, làm hỏng rồi thì tôi giết cậu. Chủ nợ cũng phải mang đồ công bằng rồi. Yên tâm đi. Đình Tế điều chỉnh dây túi đeo. Tôi là ai? Hoạt động quay phim lần này không quay mặt trời mọc. Nếu như quay mặt trời mọc, có lẽ tối ngày hôm qua bọn họ đã xuất phát rồi. 20 phút sau Đình Tế mới nhận ra bọn họ ngồi xe tới, nhưng sau đó vẫn còn 40 phút đường núi. Tới đỉnh rồi mới quay. Nghe là có vẻ muốn quay từ nơi cao nhất xuống. Cậu có đói không? Đình Tế không nhìn được hỏi Lâm vô ngừng bên cạnh. Có chút hối hận vì đã ăn sạch đồ ăn vặt của anh. Chỉ với 4 chiếc sủi cảo e rằng không thể chống đỡ được dạ dày lớn 40 phút đi đường núi. Không đói. Lâm vô ngừng giở trong túi lấy ra một thanh kẹo. Này. Hả? Đình Tế cũng sửng sốt. Cậu đói rồi thì ăn cái này. Lâm vô ngừng nói. Tôi không đói, tôi cũng không phải cậu. Đình Tế thấp giọng gọi. Lâm vô ngừng cũng bật cười. Hôm nay chơi vui không? Chơi vui cái gì? Đình Tế hỏi. Lâm vô ngừng càng ngày càng vui vẻ. Đi bộ. Cũng tạm. Đình Tế thở dài, nhìn đông ngó tây. Lâm vô ngừng nói nhìn cây này, ngọn cỏ kia, đỉnh núi phía đối diện là không cảm thấy chán nữa. Ừ. Đình Tế gật đầu. Lâm vô ngừng rẽ phải chỉ vào một bụi cây ven đường. Cỏ này gọi là chọc chết chim. Cái gì? Đình Tế vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy gai trên bụi cây dài. Hình tượng vậy sao? Đó là cách gọi ở quê. Lâm vô ngừng lại rẽ trái, chỉ vào khóm thực vật nở hoa nhỏ màu vàng.
Cái này ở quê gọi nó là cỏ đỉnh. Cỏ đỉnh. Đỉnh Tề có chút tò mò, tại sao gọi là cỏ đỉnh? Nghe nói, Lâm Vô Ngừng ghé vào bên tai Đỉnh Tề nói nhỏ, hoa này đập nát thành hồ, bồi lên có thể lên cả đêm. Kệ, Đỉnh Tề sửng sốt, ít nhất 10 giây sau mới phản ứng lại. Thổ má, thật hay là giả đấy? Giả đấy, Lâm Vô Ngừng chỉ anh Bôn đã từng thử. Hả? Đỉnh Tề nhìn chằm chằm anh Bôn đang đeo túi vùi đầu đi đằng trước. Lúc này anh Bôn quay đầu lại. Lâm Vô Ngừng, chú lại kéo anh xuống nước rồi. Không, Lâm Vô Ngừng cười với anh lại cúi người hái một cây cỏ nhỏ có lông bên đường. Có biết cái này là gì không? Cái gì? Đỉnh Tề nhìn cỏ cây, cỏ ngứa hơi độc, chạm vào sẽ ngứa. Lâm Vô Ngừng nói xong vươn tay cỏ nhánh cỏ lên mặt của Đỉnh Tề, nhưng mà chỉ cần không rách ra sẽ nhanh khỏi thôi. Thầu, Đỉnh Tề gào lên một tiếng, nháy mắt cảm thấy mặt mình ngứa ngáy. Lâm Vô Ngừng, cậu bị ngứa ra hả? Lát nữa sẽ khỏi thôi. Lâm Vô Ngừng nhìn đồng hồ, lần trước tôi chạm vào tầm 1 phút là khỏi. Đỉnh Tề gãi gãi mặt, cảm giác giống như bị muỗi cắn. Cậu lại lấy điện thoại ra mở camera gọi soi gương. Không có gì thay đổi, chỉ có mấy vết đỏ do cậu tự cạo. Cậu thở phào một hơi. Có phải rất là thú vị không? Cứ nhìn đông ngó tây vậy sẽ không cảm giác gì nữa. Lâm Vô Ngừng nói, đi thêm mấy phút nữa là tới đỉnh. Ừ. Đỉnh Tề cũng nhìn cậu. Cậu thường tới đây hả? Cho nên biết rất nhiều thực vật kỳ diệu vậy. Tôi có biết đâu, Lâm Vô Ngừng nói. Hả? Đỉnh Tề nghe không rõ. Lâm Vô Ngừng nói, tôi cũng không phải là người yêu thích thực vật. Đi đâu cũng biết nhiều thực vật như vậy. Có biết được biệt danh của bọn chúng. Thổ má. Đỉnh Tề cũng ngạc nhiên. Lâm Vô Ngừng, cậu lừa tôi đấy hả? Đúng vậy. Lâm Vô Ngừng cũng cười lên, sợ cậu buồn quá. Chọc chết chim là lừa tôi hả? Đỉnh Tề hỏi. Hả? Lâm Vô Ngừng cũng gật đầu. Vậy cỏ dính mà đậu má. Đỉnh Tề nhìn anh, đáng lẽ tôi phải quay lại để toàn bộ giáo viên trung học phụ thuộc biết học thần của bọn họ sau lưng họ có tính cách như thế nào. Lâm Vô Ngừng cười uống một ngụm nước. Vậy cỏ ngứa thì sao? Đỉnh Tề hỏi. Bạn ấy tôi ngứa thật. Thủ đoạn mà lúc 5 tuổi thần đồng nhỏ đã từng đùa. Lâm Vô Ngừng cũng vỗ vai cậu. Sao nào, quên rồi hả? Được đấy, ám thị tâm lý. Đỉnh Tề nắm bàn tay. Cậu giỏi lắm. Lâm Vô Ngừng quả thực giỏi. Nếu như quét ngay cỏ ngứa qua mặt cậu một cái, cậu chắc chắn sẽ nhận ra đây là ám thị tâm lý. Nhưng một chuỗi các câu nằm lên phía trước, còn lấy cả anh Bôn ra trêu. Tới rồi, người đằng trước cũng hô lên. Tới. Lâm Vô Ngừng khẽ đụng Đỉnh Tề một cái, đi về phía trước. Đỉnh Tề theo anh đi thẳng về phía trước. Sau khi xuyên qua đám người khác tới bên cạnh đỉnh núi, nơi có một chiếc đỉnh ngắm cảnh kiến trúc chắp phá. Bây giờ đã biến thành hoàn cảnh chắp phá, kiềm rách nát. Nhìn này, Lâm Vô Ngừng vẫy cánh tay, rất hùng vĩ. Đỉnh Tề nhìn màu xanh biếc không đồng đều trước mắt. Những đỉnh núi lúc trước đã ở sau lưng họ, trước mặt là khoảng không rộng rãi, con đường thủy rác rối phức tạp, đằng xa là cánh đồng lúa rộng lớn, thẳng hàng. Biết tại sao tôi lại thích máy bay không người lái không? Lâm Vô Ngừng hỏi, chỉ cần thay đổi một chút góc độ. Bình Tây nói, phong cảnh sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy, Lâm Vô Ngừng cũng cười, sống cả đời như vậy có thể ngắm nhiều bao nhiêu thì ngắm bấy nhiêu. Ừ. Đỉnh Tề quay đầu nhìn anh, ngắm tôi cũng được. Lâm Vô Ngừng gật đầu. Cút. Đỉnh Tề đáp trả. Đỉnh Tề vốn cho rằng công việc trợ lý lần này chính là đi theo Lâm Vô Ngừng chơi máy bay không người lái. Dù sao lúc trước Lâm Vô Ngừng cũng từng nói dẫn cậu đi chơi, nhưng không ngờ lại có nhiều người như thế. Những người này có thân quen nhau cùng cùng giới thiệu, tóm lại đều gần như tự biết mình làm gì. Người vác máy quay, người hí hoáy chiếc máy ảnh ống kính lớn, người điều khiển máy bay. Cậu ta không đứng ở đâu cũng có thể biết là một tên sai vặt. Lâm Vô Ngừng thành thạo lấy máy bay trong túi ra, cầm notebook bàn bạc kế hoạch với một người đàn ông bên cạnh. Sau đó anh ngồi xuống một bên. Sắp bắt đầu chưa? Đỉnh Tế hỏi. Ừ, Lâm Vô Ngừng gật đầu, đưa tôi màn hình hiển thị. Màn hình hiển thị. Đỉnh Tế vội vàng nhìn trong túi. Trong túi nhỏ bên sườn có một cái màn hình lớn hơn bằng bàn tay một chút, rất dày giống như máy chơi game. Cậu nói nó ra là cái này hả? Đúng, thông minh lắm.
Lâm Phổ Ngưng nhận lấy lắp pin vào, đừng khen linh tinh. Bình tề cũng chẳng một tiếng, Lâm Phổ Ngưng lắp màn hình vào điều khiển từ xa. Bình tề lại gần nhìn, là nếu mặt trời nắng to lên có nhìn rõ không? Đây là màn hình có độ sáng cao. Lâm Phổ Ngưng nói thông thường sẽ nhìn rõ, nếu thực sự không nhìn rõ thì lấy áo trùm lên là được. Ừ, Bình tề cũng gật đầu, tôi còn phải làm gì nữa không? Cậu có thể bắt đầu học. Lâm Vô Ngưng cười, thần đầm nhỏ đình kiếm tìm kiếm ở bên cạnh, muốn tìm một khối đá nào đó ngồi xuống nhưng không tìm được. Đây là đất núi, tất cả đều là bùn, không có hòn đá lớn có thể ngồi. Cuối cùng, cậu tìm một cái cọc gỗ nát ngồi xuống, chưa tới một phút đã cảm thấy nước ngấm xuyên qua quần, chỉ đành lập tức đứng lên. Trong túi tôi có hai cây gậy, Lâm Vô Ngưng nói, cậu cần... Đình Tế vừa lục trong túi vừa cảm thấy chẳng hiểu gì, có thể ngồi. Lâm Vô Ngưng đặt máy bay xuống chỗ đất phẳng, cúi đầu nhìn màn hình. Đình Tế lấy trong túi ra một cây gậy dài bằng cánh tay. Máy bay không người lái phát ra âm thanh vù vù nhỏ nhỏ rồi bay lên. Đình Tế cầm gậy cũng không đắn đo suy nghĩ, nhìn chiếc gậy này đặt vào mông thế nào mới có thể ngồi, vội vàng đi mấy bước về phía trước nhìn động tác của Lâm Vô Ngưng. Trên màn hình đã có hình ảnh truyền về, phong cảnh và người rất rõ ràng. Chúng ta tìm xem nhóc bán dừa ở đâu nào. Lâm Vô Ngưng vừa nói vừa điều khiển cần gạt nhỏ trên bộ điều khiển. Máy bay trên không trung chậm chạp đổi hướng. Đình Tế vừa nhìn màn hình vừa nhìn máy bay, sắp bẩn không chịu nổi rồi. Khi màn hình xuất hiện cậu và Lâm Vô Ngưng, trạng thái này vô cùng rõ ràng. Lâm Vô Ngưng nhìn rất nhàn nhã bình tĩnh, còn cậu vừa nhìn đã biết là tới góp vui còn rất bận rộn. Hình ảnh truyền tới thế nào? Lâm Vô Ngưng hỏi người đàn ông bán ấy một câu. Rõ nét, người đàn ông nói bắt đầu chưa? Được, Lâm Vô Ngưng gật đầu nhìn Đình Tế, đưa gậy cho tôi. Đình Tế đưa gậy cho anh, Lâm Vô Ngưng trực tiếp vung một cái, gậy dài ra. Trên to dưới mảnh, nhìn rất rắn chắc, Lâm Vô Ngưng lại bẻ trên đầu, một cái ống kim loại vắt ngang. Anh xoay tay là chiếc gậy đã thành hình chữ T xuống đất, ngồi lên trên. Đình Tế nhìn có chút mờ mịt. Cậu lời tới mức độ này sao vậy? Đứng một chút không được hay sao? Đứng vậy khó chịu lắm. Lâm Vô Ngưng cũng bật cười. Máy bay xoay nửa vòng bay thẳng về phía trước ra khỏi vách núi. Đình Tế cầm một cây gậy khác nghiên cứu một lát, học theo Lâm Vô Ngưng chống gậy dưới mông. Không ngờ cảm giác cũng không tồi. Cậu nhanh chóng chụp ảnh cây gậy lại. Cái này có thể đề cử cho Lưu Kim Bằng. Mỗi lần nó đi dạo phố với thím họ đều không tìm được ghế để ngồi. Nhưng mà không ngờ Lâm Vô Ngưng lại mang theo hai cây. Cậu ngước mắt nhìn Lâm Vô Ngưng có hơi cảm động. Người này thật chu đáo. Lâm Vô Ngưng không nhìn cậu, cúi đầu nhìn màn hình phía trước. Người đàn ông bên cạnh nói chuyện với anh. Quay một đoạn gò đất bên trái. Đúng, tốt lắm. Lại bày thêm một đoạn về phía trước, có thể kéo cao hơn không? Được, cứ như vậy. Đình Tế xách gậy ngồi xuống bên cạnh vách núi nhìn ra bên ngoài. Máy bay đã trở thành một chấm đen nhỏ, nháy mắt cũng chẳng nhìn thấy rõ. Mấy người giơ camera, bắt đầu đào qua sau núi. Đình Tế ngồi một lát thì nhìn thấy đã ít người hơn. Bạn lại mới lại phía sau Lâm Vô Ngưng, nhìn màn hình lướt qua vai anh. Trèo cao nhìn ra xa là một chuyện rất tuyệt vời. Từ nhỏ cậu đã thích leo lên sân thượng cũng vì vậy. Nhìn được xa, nhìn được rất nhiều thứ. Ruộng lúa rộng lớn, nước sông lấp lánh ánh sáng nhạt, còn đường đất vàng, còn có người và xe đi xưa cánh đồng. Nháy mắt tầm cao nhìn lên, bay lên không trung đối diện với đỉnh núi cao. Không biết bên cạnh là ngọn núi nào, có một ngôi miếu nho nhỏ, hương khói rất vượng, sáng sớm đã có thể nhìn thấy khói thoảng. Đình Tế đột nhiên biết tại sao Lâm Vô Ngưng thích thứ này. Có thứ này rồi anh có thể bay lên. Khi quay lại có thể bay từ núi thấp phía nam qua đây không? Người đàn ông hỏi, liệu có thể bị che tín hiệu không? Có thể, Lâm Vô Ngưng nói, khoảng cách ở bên này vẫn được, nếu mà xa hơn ở góc không thể lớn như vậy. Vậy được, người đàn ông cũng gật đầu, lát nữa quay lại xuống ở đầu kia, mấy người quay mây cũng xuống ở vị trí ấy. Ok, Lâm Vô Ngưng trả lời. Có tiếng chuông điện thoại vang lên, Đình Tế vô thức sờ điện thoại của mình. Ở túi quần trái, giúp tôi nhận một chút. Lâm Vô Ngưng nói tôi có chút việc, muộn mới quay lại. Ừ,
Tỉnh thấy mỏ điện thoại từ túi quần trái của Lâm Vô Ngưng, tên hiển thị trên màn hình là Chu Lệ. Chu Lệ, Đình Thế nhỏ giọng lặp lại tên này, muốn xác định cậu có thể nhận điện thoại từ người này không? Lâm Vô Ngưng sững sờ nhỏ giọng trả lời cậu, mẹ tôi, nghe đi. Đình Thế sửng sốt, mẹ của Lâm Vô Ngưng. Không, tôi không nghe, tôi không muốn nghe. Lần trước đã làm ầm lên rất xấu hổ như thế, tôi còn phải nhận điện thoại sao? Nếu như bận rồi, trong mắt bố mẹ Lâm Vô Ngưng, đây không khác gì là xác định cậu thực sự là bạn trai của anh. Tôi nghe. Đình Tế đầu tranh hỏi lại một lần. Có lẽ là có việc, Lâm Vô Ngưng nói. Nghe ý này, bình thường Lâm Vô Ngưng chưa chắc lần nào cũng nhận điện thoại của bố mẹ, nhưng sáng sớm đã gọi điện thoại tới có lẽ là có chuyện gì, lỡ như là có chuyện liên quan tới việc thi đại học. Bên cạnh còn có người xa lạ, cộng thêm trạng thái công việc của Lâm Vô Ngưng hiện tại. Cầm tiền của người ta rồi còn phải chi tiền cho cậu. Đình Tế không hỏi thêm nhiều, lùi sang một bên hít một hơi thật sâu, sau đó nhận điện thoại. Alo, cháu chào cô. Cậu đầu tiên mà Đình Tế nói chào là chào hỏi. Cậu là ai? Bên kia truyền tới giọng nói của một người đàn ông. Sợ thì khó xử rồi đây. Đây là ai? Đình Tế do dự một chút. Cháu chào chú, bây giờ Lâm Vô Ngưng có việc không thể nhận điện thoại. Một lát nữa chú gọi lại cho cậu ấy nhé. Cậu là ai? Người đàn ông lại hỏi lại. Đình Tế nghe được ra đây là giọng bố Lâm Vô Ngưng, im lặng 2 giây mới nói. Cháu là trợ lý công tác của cậu ấy. Trợ lý? Bố của Lâm Vô Ngưng cười lạnh một tiếng. Hôm ấy tới nhà không phải vẫn là bạn bè sao? Không ngờ rằng tai của bố Lâm Vô Ngưng rất tốt, vậy mà lại có thể nghe ra được giọng cậu qua điện thoại. Cháu còn là bạn lúc làm việc. Đình Tế nói, bảo Lâm Vô Ngưng nghe điện thoại. Bố Lâm Vô Ngưng nói ngay bây giờ. Đình Tế quay đầu lại nhìn, đoạn quay này vẫn chưa xong, người đàn ông đang chỉ màn hình nói gì đó với Lâm Vô Ngưng. Cậu đi mấy bước về bên cạnh. Chú ơi, bây giờ cậu ấy đang điều khiển máy bay, đang quay, thực sự không thể nhận điện thoại. Bố Lâm Vô Ngưng dừng một chút. Được rồi, cậu nói với nó là về nhà ngay, bảo với nó là mẹ nó bệnh rồi. Hả? Đình Tế vội vàng đáp lời. Vâng ạ. Không đợi cậu nói gì thêm, điện thoại đã ngắt kết nối. Lâm Vô Ngưng nhìn máy bay ổn định hạ cánh, sau đó xác nhận tuyến đường phải quay tiếp theo, tính toán góc độ và khoảng cách. Hôm nay gió có hơi mạnh. Khi Đình Tế cầm điện thoại qua, anh chỉ vào máy bay. Cầm lên, theo tôi qua đây. Bố cậu, Đình Tế đi về phía máy bay, vừa muốn nói chuyện cuộc gọi với anh, nhưng Lâm Vô Ngưng xoay người nhanh chóng bước đi. Số điện thoại là của mẹ, nhưng Đình Tế lại nói bố cậu, tại sao bố lại dùng điện thoại của mẹ gọi điện thoại tới đây? Hôm nay cũng không phải là cuối tuần, hai người họ đáng lẽ không nên ở cùng chỗ. Bởi vì chuyện của Lâm Trạm sao? Lâm Vô Ngưng cau mày, công việc của anh hôm nay rất phiền phức, địa hình phức tạp, yêu cầu của đạo diễn cũng nhiều. Anh không muốn bị cảm xúc của bản thân ảnh hưởng, tuy rằng chuyện này để lén trong lòng cũng không thoải mái, nhưng anh chỉ sợ lỡ như nói về chuyện của Lâm Trạm, tâm trạng cả ngày hôm nay của anh đều bị phá hỏng. Đình Tế đuổi theo, khi anh đang định mở miệng bảo Đình Tế đừng nói với anh, Đình Tế đã nói trước, không phải Lâm Trạm. Lâm Vô Ngưng cũng nhìn cậu, cậu sẽ không muốn nghe chuyện này có đúng không? Đình Tế nói, chạy nhanh như vậy, nếu tôi cứ không lên tiếng tôi sợ cậu sẽ rơi khỏi phách núi bay cùng với máy bay. Có chuyện gì vậy? Lâm Vô Ngưng cũng bật cười, tại sao bố tôi lại gọi tới? Nói rằng mẹ cậu không thoải mái. Đình Tế dùng từ không dùng từ bệnh, sợ sẽ Lâm Vô Ngưng ảnh hưởng. Bảo cậu lát nữa gọi lại, bạn ấy còn bắt cậu nghe điện thoại ngay lập tức. Bây giờ vẫn còn thời gian mấy phút, Lâm Vô Ngưng nói, tôi gọi trước hỏi thử xem. Lâm Vô Ngưng cầm máy bay kiểm tra một lần, sau khi xem xét cẩn thận mới đưa cho trợ lý Tiểu Đinh. Anh cầm di động đứng sang một bên tìm nơi có tín hiệu mạnh gọi tới số của bố. Số điện thoại của bố anh ngoài vùng phủ sóng. Lâm Vô Ngưng vội vàng gọi tới số của mẹ, điện thoại kêu mấy tiếng mới có người nhận. Rốt cuộc con thực sự bận tới vậy sao? Bố cậu nói đi chơi máy bay cũng phải mang. Thôi bỏ đi, bố thực sự không muốn nói chuyện này. Mẹ con thế nào rồi? Lâm Vô Ngưng hỏi. Con về nhà ngay đi, bố anh nói bố mẹ vừa từ bệnh viện về. Có chuyện gì vậy ạ? Lâm Vô Ngưng hỏi lại lần nữa, bảo con về nhà lập tức, bây giờ, ngay. Bố anh cao giọng nói, mẹ con bệnh rồi, bảo con về nhà một chuyến khó lắm sao? Cảm thấy bệnh chưa đủ nặng hả? Bây giờ con không ở trong thành phố, con ở ngoài thành, ở trên núi.
Lâm Phổ Ngừng nói, con còn chưa quay xong làm sao đi được, cho dù con có muốn đi cũng không có xe mà về. Bố không cần biết con làm thế nào. Bố cậu nói, cảm xúc của mẹ con bây giờ rất kém, con là con trai mà lại. Con có chút lo lắng, liệu mẹ nhìn thấy con cảm xúc có tệ hơn không? Lâm Phổ Ngừng nói, con cho rằng mẹ con chỉ bị bệnh vặt vãnh thôi sao? Bố anh đột nhiên hét lên, là ung thư vú. Con có hiểu không, ung thư? Sáng sớm này khi biết được tin này, bà ấy đã phải ngồi cả tiếng đồng hồ mới ổn lại. Bây giờ vừa mới về nhà, bao nhiêu năm bà ấy luôn kiềm chế cảm xúc, bố luôn lo lắng một ngày nào đó cơ thể bà ấy sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ Lâm Phổ Ngừng, con có chịu về nhà hay không? Lâm Phổ Ngừng không nói gì cả. Bên kia bố anh đã ngắt máy. Đình Thế ngồi xổm bên cạnh máy bay, nhìn chằm chằm anh từ đằng xa. Bằng khả năng quan sát của Đình Tế, lúc này chắc chắn đoán ra đây không phải là cuộc gọi bình thường. Lâm Phổ Ngừng cũng không che giấu cảm xúc của mình, cúi đầu dùng cánh tay ôm lấy đầu, bàn tay vào đầu mấy cái. Một lát sau, giày của Đình Tế xuất hiện trước mặt anh. Chồng máy bay của tôi cẩn thận. Lâm Phổ Ngừng vẫn ôm đầu, thiết bị mấy vạn đấy. Tôi bảo anh bồn trong hộ rồi. Đình Tế nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ cậu bệnh nặng lắm hả? Bố tôi nói bà ấy bị chuẩn đoán chính xác là ung thư vú. Lâm Phổ Ngừng nói, ông ấy cũng không nói rõ ràng tình huống cụ thể là thế nào, chỉ bảo tôi lập tức về nhà. Ừ, Đình Tế cũng ngây người, bệnh này vượt quá giới hạn dự đoán của cậu. Bây giờ cậu về kiểu gì? Bây giờ không về được, Lâm Phổ Ngừng nói, đã tới trưa rồi, phần của tôi vẫn phải quay vài cảnh nữa, quay xong còn phải bổ sung chút tư liệu thực tế. Phải làm sao bây giờ? Đình Tế hỏi. Cậu giúp tôi phân tích chút đi. Lâm Phổ Ngừng cũng ngẩng đầu nhìn cậu cười. Đình Tế không nói gì, cắn môi quay đầu nhìn về phía đám người bên kia. Tôi nói kết luận phân tích của tôi trước nhé, quay sau mới về. Ừ, Lâm Phổ Ngừng cũng gật đầu. Được. Đình Tế sửng sốt. Kỳ thực cậu đã có quyết định rồi phải không? Chỉ là muốn để tôi nói ra với cậu. Có còn muốn nói quá trình phân tích không? Nói đi. Lâm Phổ Ngừng đáp. Nhiều người như thế này, tôi vừa nghe thấy ý kia là biết hoạt động này khá lớn, lát nữa còn có rất nhiều nơi phải đi quay. Quay xong ở đây chắc chắn sẽ rất khó về. Đình Tế nói, nếu như cậu quay xong phần của mình là muốn đi, tổn thất sẽ rất lớn. Cậu không lấy được tiền còn phải bồi thường thiệt hại, còn bị hao tổn danh tiếng. Lâm Phổ Ngừng cũng bật cười. Vậy nên tôi không hiểu tại sao lại phải ép tôi lập tức về ngay. Không có ý nghĩa gì cả. Bây giờ mẹ tôi đang ở nhà, bố tôi cũng đang ở nhà. Nếu như là nhà người khác về nhà thăm, an ủi một chút, có lẽ trong lòng mẹ vững vàng hơn. Nhưng nhà chúng tôi thực sự cảm thấy kỳ thực bọn họ không phải muốn cậu về ngay lập tức. Bọn họ cũng không có yêu cầu tình cảm này với cậu. Đình Tế nói, chẳng qua mẹ cậu đột nhiên chuẩn đoán chính xác bị bệnh như vậy, bọn họ rất khó chịu, lại sợ hãi. Nhưng đa phần cũng không có cách nào phát tiết, chỉ có thể bốc hỏa với cậu. Cậu không thể về nhà ngay lập tức sẽ bị mắng. Cậu về ngay lập tức cũng không phải là không có lý do khác để mắng. Tại sao cậu lại báo danh học cơ học ứng dụng cơ chứ? Lâm Phổ Ngừng nói, cậu không suy nghĩ một chút về ngành tâm lý học sao? Cậu có thời gian rảnh thì nghĩ xem về nhà phải an ủi bố mẹ thế nào đi. Đình Tế cau mày, bệnh này cũng không phải rất đáng sợ. Nếu như phát hiện sớm cũng có thể có phương pháp điều trị. Ừ, Lâm Phổ Ngừng chỉ đáp ngắn gọn một tiếng. Trước hết cậu đừng nghĩ quá nhiều. Đình Tế nắm lấy tay anh rồi cò cò. Đừng buồn. Có phải tôi có chút máu lạnh hay không? Lâm Phổ Ngừng nhìn cậu. Tôi rất ngạc nhiên, cũng có chút lo lắng. Nhưng mà tôi lại không buồn. Có lấy tình cảm chưa tới mức đấy. Đình Tế thở dài, không liên quan gì tới máu lạnh. Bản lĩnh khống chế cảm xúc của Lâm Phổ Ngừng khiến cho Đình Tế phải nhìn bằng con mắt khác. Khi anh quay lại bên cạnh chiếc máy bay không người lái của mình, cầm lấy điều khiển, cả người quay lại về trạng thái trước đây, không ai nhận ra anh đã nhận được cú điện thoại như vậy. Lâm Phổ Ngừng nói không buồn, Đình Tế tin lời này, nhưng có lẽ những lời bàn nãy bố anh nói trong điện thoại không mấy dễ nghe, lại không phải là bệnh bình thường, chắc chắn không thể nào không hề ảnh hưởng tới cảm xúc cả. Nhưng mà nói tới việc không buồn, Đình Tế suy nghĩ lời này lại cảm thấy Lâm Phổ Ngừng rất đáng thương. Thời gian quay phim không khác mấy so với dự đoán ban đầu của Lâm Phổ Ngừng. Lúc đã muộn rồi, khi quay cảnh bổ sung đột nhiên trời đổi gió lớn. Đợi khi gió nhỏ rồi mới tiếp tục quay xong, thời gian bị chậm chế cũng khoảng 1 giờ. Khi thu dọn đồ đạc xuống núi, Lâm Phổ Ngừng không nói được mấy câu, im lặng cúi đầu đi đường.
Mấy cậu này còn là của Đình Tế ở bên cạnh anh giữa đường hỏi xin anh một thanh kẹo, sau đó lại cầm cỏ ngứa chọc anh một lần anh mới nói ra. Tôi chưa đói, cậu đã đói rồi. Trẻ con, nhìn đường cẩn thận không ngã, tiền nợ tôi cộng thêm tiền máy bay hỏng, cậu phải trả tới khi tốt nghiệp đại học đấy. Sau khi lên xe, Lâm Phụ Ngưng nói với anh buồn một câu. Anh đưa Tiểu Đinh về nhà trước. Đưa cậu về trước đi, Đình Tế nói. Đưa tôi về phải đi đường vòng. Được rồi, Lâm Phụ Ngưng không khách khí với cậu nữa. Tới dưới khu nhà, Lâm Phụ Ngưng tay không xuống xe, tất cả thiết bị đều để Đình Tế mang về nhà ông bà nội. Khi ra khỏi thang máy, anh mới nhớ ra là không cầm chìa khóa nhà. Khi còn nhỏ có đôi khi anh cũng sẽ quên mang chìa khóa, mỗi lần về nhà đều sẽ bị nghiêm khắc dạy bảo. Nhiều năm sau này anh chưa từng quên mang, hôm nay thực sự là không muốn về nhà. Anh thở dài một hơi ấn chuông cửa, bố anh mở cửa cho anh khi nhìn thấy anh vẻ mặt ông có chút không vui. Thèm kiếm tiền thế cơ hả? Mẹ con đâu? Lâm Vô Ngừng nhìn phòng khách không thấy mẹ anh, đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Mẹ ngủ rồi? Lâm Vô Ngừng hỏi. Lúc này mà bà ấy có thể ngủ được sao? Bố anh cũng thấp giọng. Lâm Vô Ngừng không nói gì, đi vào trong phòng ngủ của bố mẹ, nhìn thấy mẹ anh đang dựa vào đầu giường ngồi ngây ngốc, mắt đăng sưng đỏ, phảnh mắt vẫn còn nước. Mẹ, anh đi qua đó sau khi gọi một tiếng rồi không biết nên nói gì. Anh có thể nói chuyện trong bất cứ trường hợp nào mà không hề nói lắp, chỉ khi đối diện với bố mẹ, anh thường thường không tìm được nội dung để nói. Bố, con đã đổi nóng với con phải không? Mẹ anh quay đầu nhìn anh. Câu nói này khiến cho Lâm Vô Ngưng giật mình sửng sốt. Trong trí nhớ của anh, mẹ anh chưa bao giờ nói với anh như vậy. Mấy ngày này con bận lắm hả? Mẹ lại hỏi, nhận được việc rồi sao? Lâm Vô Ngưng vô cùng không quen ngữ điệu dịu dàng này của bà, cũng vô cùng không thích ứng được nội dung nói chuyện với mẹ như vậy. Thông thường trong khi kinh ngạc vẫn cảm thấy mũi mình chua xót. Không, mấy ngày nay con không có việc gì. Giọng của anh có chút không ổn định, sau khi đi nguyện vọng xong mới có việc khác để làm. Vậy con có thể đi một chuyến không? Mẹ anh đột nhiên nắm lấy cổ tay. Con định báo danh trường hát có đúng không? Có thời gian có thể đi xem hoàn cảnh trường đó học trước. Sao vậy mẹ? Lâm Vô Ngưng sửng sốt, toàn thân đột nhiên cứng đờ. Rất nhiều năm nay, anh với bố mẹ hoàn toàn không có bất cứ tiếp xúc cơ thể nào. Mẹ anh đột nhiên túm lấy anh cảm thấy như mình sắp không thở nổi. Con nhìn bức ảnh này đi, thực sự là anh con. Mẹ anh vừa nói vừa khóc lên, lấy từ dưới gối ra một bức ảnh liều mạng nhét vào tay anh. Chắc chắn là anh con, Vô Ngưng à, con đi xem thử đi, con giúp bố mẹ xem đi. Mẹ thực sự sợ trước khi chết không thể nhìn thấy anh con.